Chào các bạn, hôm nay là sáng sớm mình nhận được hai cái máy, một cái iPhone 8 nó bị cái lỗi là SIM chập chờn, và một cái iPhone 7 Plus nó bị cái lỗi là không có nhận SIM. Thì cái iPhone 8 này là khách đang xài họ báo là SIM chập chờn, thì sau khi mình lấy vào mình đo thì mình thấy là nó có hai chân nó bị chạm mát. Đúng nguyên tắc là ổ SIM thì chỉ có một chân mát thôi, còn những chân còn lại là những chân data. Thì sau khi mình đo mình thấy chạm mát thì mình sử dụng thiệt kỹ thiên lý nhãn để mình quan sát, thì mình thấy là ở giữa cái chân sim á, ở giữa hai cái chân sim á, nó có một cái cục gì đó không biết nó bị bám vô đó. Thì mình sẽ lấy cái nhíp để mình gấp lên, có thể là cái cục này là cục kim loại hoặc cục gì đó mà trong cái quá trình mà tháo sim ra tháo sim vào các bạn nó bị giăng vào do trong cái môi trường á, mà chúng ta không để ý á, thì người sử dụng khách thì làm sao để ý được mấy chuyện này. Với lại cái này nó nằm trong túi mũ ổ sim mà. Rồi mình tháo ra và mình đo lại thì chân này vẫn mát, còn chân này thì đã hết mát rồi. Ok, như vậy là đã xác định được cái nguyên nhân rồi các bạn thấy không. Đôi khi ở trong nghề số điện thoại các bạn chỉ cần sử dụng thì kỹ thiên lý nhãn, các bạn quan sát để xem có những gì bất thường xung quanh không là các bạn có thể xử lý và giải quyết được ban rồi. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì yêu cầu các bạn phải có được một cái kiến thức cơ bản, ít nhất là các bạn cũng phải biết được cái cách đo cái chân sim và biết được cái chút đỉnh và cách thức hoạt động của cái sim đúng không. Rồi tháo ra gắn vô, nhận sim mất tay được bình thường. Thì cái cục đó nó chính là nguyên nhân gây ra cái sim chập chờn bạn. Lúc mà nó xúc ra thì nó nhận sim, mà lúc mà nó dính vô hai chân mát đó thì nó cho cái chân kia nó bị chạm mát thì nó không nhận sim, đơn giản vậy thôi. Còn cái iPhone 7 Plus này mình nhận thì nó cũng bị là không nhận sim, nhưng mà do là nó bị không biết là khách hàng họ sử dụng như thế nào mà nó bị kẹt cái chân sim luôn. Thì với cái trường hợp mà kẹt cái chân sim của cái iPhone như vậy đó, là đa số là do những cái máy đã từng câu sim ghép và nó bị cái vị trí cái chân sim á, nó câu thì phải cắt cái chân sim ra, cắt ra và câu lên, đôi khi thì nó gây ra vướng hay gì đó, thì gắn ra gắn vào thì với lại cái miếng sim ghép mà các bạn bỏ vào mà các bạn không có gắn cái sim thường á, nó bị vướng xuống dưới mà không, nó làm cho đội cái sim này lên đó, các bạn thấy chưa, nó vướng ra như vậy. Bây giờ thì giống như là cái một cái móc câu vậy, giống như cái móc câu của con cá vậy, các bạn càng giật ra thì càng tét thôi. Nên thì các bạn phải sẽ tháo tháo cái màn hình ra và các bạn nhấn những cái chân sim xuống. Nếu như cái trường hợp mà cái máy này mà đem tới, đừng có cố gắng mà kéo ra mà là đem tới các kỹ thuật viên đó, họ xử lý tình huống như vậy nè, thì họ sẽ làm lại cái chân sim cho đẹp lại thì đỡ phải thay cái ổ sim các bạn. Còn cái trường hợp cái máy này đó, là nó bị hư ổ sim luôn rồi, bắt buộc phải thay thôi. Sau khi thay thế cái ổ sim khác thì nó sẽ nhận sim bình thường thôi, còn thấy không. Rồi bây giờ nếu như các bạn muốn biết được cái cách thay ổ sim như thế nào thì chúng ta tiếp tục chúng ta xem. Chứ nếu mà mình làm mà quay cái video clip này ở trước đó, thì nó sẽ rất là dài. Trước khi các bạn thao tác vào một cái máy của người khách đó, các bạn nên sử dụng những cái máy sạc của chúng ta, những cái man lao chúng ta, để chúng ta làm nếu như cái việc này là cái việc đầu tiên chúng ta làm, chúng ta chưa bao giờ làm lần nào đúng không, chúng ta chưa có biết được thứ nhất là cái nhiệt độ để cái khay sim nó ra, thứ hai là chúng ta chưa chưa biết được cái chì của cái khay sim nó như thế nào. Nếu như mà các bạn mà khò vào cái man khách liền luôn á, nó rất là rủi ro, tại vì cái khay sim mình thấy nó sẽ nằm mặt sau là cái ổ cứng nè, các bạn thấy không, đây là cái man sạc. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái khò quýt 2008 hoặc là quýt 858 giờ, các bạn chỉnh nhiệt độ lên 360 đến 400, gió cao lên, các bạn khò xung quanh để bạn lấy ổ sim ra nó không có bị quéo cái nhựa. Rồi thì kế bên cái ổ sim này nó chính là con CVPN và con CVPDA á. Khò bạn thấy khò rất là lâu nha, nhiệt độ 400. Gió thì ở quýt 2008 này mình để mức 60. Rồi, còn thấy không, lấy cái chân sim ra thì cái chân sim này mình sẽ giữ để mình thay thế cho cái máy kia. Đó các bạn thấy những cái chân tiếp xúc không? Nó là xung quanh nó toàn là mát hết. Ở giữa nó là những chân data và những cái là cái chân để cái cò sim. Và một cái khoảng thời gian lâu như vậy bây giờ mình dở cái siêu CVPN lên, các bạn thấy không, nó dở cái lên liền là chứng tỏ là cái chì nó vẫn còn chảy chứ nó chưa có cứng á. Như vậy là nhiệt độ rất là cao. Thì tất nhiên thì các bạn làm cái cách này nó cũng không đến nỗi nó xịt PBN đâu, những cũng khó xịt lắm tại nó có cái siêu nó che rồi, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên làm cái cách nào đỡ rủi ro hơn thì chúng ta làm. Rồi bây giờ giả định nha, giả định đây chính là một cái main mà các bạn cần thay cái ổ sim. Ở đây mình làm trên cái main allow để cho các bạn xem, các bạn quan sát cho dễ thôi. Và khi mà các bạn trước khi các bạn làm máy khách đó, các bạn cũng nên làm những cái main này giống như của mình nha, để chúng ta tập, mà chúng ta vừa thực tập đúng không, lâu rồi mình không có làm, bây giờ mình quay trở lại làm thì mình cũng rất là run, và cái chính vì run như vậy nên mình mới
sử dụng cái men allow và men sát này để mình thực tập trước, trước khi để cho mình quen lại cái tay mình mới là mình làm cho mấy khách. Sẵn cái dịp thì mình sẽ làm cái clip để hướng dẫn các bạn cái cách để thực tập luôn đúng không? Chứ mới vô mà kêu các bạn làm mấy khách liền rồi chắc đền máy chết. Các bạn sẽ sử dụng cái máy mài cầm tay, các bạn có thể lên mua tượng nhiều lắm, cái máy này cái máy mài cầm tay bình thường thôi. Lên mua rồi các bạn về các bạn sẽ mài. Ổ chim này nó cũng không cứng lắm đâu các bạn mài chút xíu à, nó không chắn chẳng chấn động gì đâu. Các bạn mài chút xíu cho có nó mỏng bớt cái ổ chim ra, chúng ta có thể lấy kềm kềm bấm chúng ta cắt. Chứ bình thường cái ổ chim này cái kềm bấm các bạn cắt không đứt nổi đâu, các bạn phải mài ra cho nó mỏng như vậy nè. Mài cái thì các bạn chọn ngay ngay chỗ cái dựa, ngay chỗ cái mình mài á, tại vì nó sẽ nằm ngay cái nó có cái lỗ ngay cái cò sim á. Cái cò sim thì các bạn mài nó sẽ dễ hơn là so với các bạn mài nguyên một khối ở ở bên chỗ khác đúng không? Rồi lúc này thì các bạn thấy là cái khay sim nó sẽ tách ra làm đôi cái kim loại ở trên. Các bạn thấy không? Rồi chỗ nào nó chưa có đứt thì chúng ta lựa cái thế chúng ta cắt thôi. Cố gắng làm nhẹ nhàng tình cảm thôi, đừng có làm mạnh xuống cái men các bạn, cái men này mỏng lắm. Các bạn cắt ra và chúng ta khò, chúng ta cắt ra là chúng ta giật lên nha, giật lên là nó tróc ở trên cái men, nó không có tốt lắm, nhìn nó xấu. Rồi dở lên cho nó cách ly rồi vậy thôi. Dạo đây cũng là lần đầu tiên mình làm ổ xi măng bảy lớp nè, nên mình cũng chưa có biết được là cái thế nào cho nó hoàn hảo. Thì mình trước mắt thì mình thấy những cái mát ở ngoài đây là mình có thể xi cái chì mềm lên, cái chì mềm á, xi cái chì mềm để nó mít, nó trộn chung với lại cái chì cứng trên cái men, thì nó sẽ làm cho cái chì trên cái men nó mềm lên, cho ít nhựa hồng lên. Rồi sau đó các bạn sẽ lấy cái mỏ hàn, các bạn có thể vừa kết hợp vừa cái đầu hàn với lại kết hợp cái khò đó, các bạn vừa khò vừa mít cái chì vào để cho nó cái chì nó dính lên trên cái dính lên cái men. Các bạn thấy cái ổ sim mình coi như chứ mà khó làm đó các bạn mà làm học, các bạn mà chưa họ làm không có biết cái cách làm, các bạn làm thế nào cũng đứt chân này đứt chân kia, các bạn khò quá nhiệt thì gây ra sạch chì ổ cứng hoặc là phù men hoặc là sạch bay ben. SIM của khách hàng không nhận SIM nhưng mà email vẫn còn, quy trình một đâm vẫn còn, các bạn làm rác các bạn trả ra mất quy trình một đâm luôn rồi rét to treo táo luôn thì nó không lo khó, nó chơi khó mà nói chuyện với khách lắm các bạn. Và các bạn làm những cái việc này, các bạn thấy cái iPhone 8 lúc nãy mình làm không rất là đơn giản, nhưng mà mình vẫn lấy chi phí là với lại cái việc sửa SIM. Tại sao? Tại vì những cái đơn giản đó các bạn vẫn phải lấy đúng giá để bù đắp qua lại những cái mà phức tạp. Các bạn làm ví dụ như cái này đi, rủi ro chứ bộ, rủi ro mất nguồn, rủi ro mất email, thì lúc đó các bạn có được cái chi phí mà các bạn đền khách. Chứ các bạn mà thấy cái này rẻ các bạn làm rẻ, các bạn, hoặc là các bạn ới quá các bạn khóa giá mà làm rẻ, các bạn tự các bạn giết chết cái nghề này thôi. Sau cái video clip này thì đây chính là cái chỗ mà mình bị vướng các bạn không, thay ổ sim iPhone 7 LED mình bị vướng 7 LED 7 8 8 LED, các bạn thay y chang vậy thôi, không có khác gì hết đó. Nó cũng giống y chang vậy, bị vướng nên mình sẽ làm những cái clip mà kỹ năng và dựa trên nền iPhone 6 á, thì nó sẽ gần gũi hơn và dễ tiếp cận với lại các bạn hơn. Không có không phải là cái gì cao siêu hết, chỉ là những cái việc thực tế, những cái việc đơn giản có thể giúp cho các bạn có thể kiếm được cái thu nhập. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ khò, thì mình khò ở ngay cái góc này mình thấy là nó hơi cứng các bạn, khò bên góc này cứng quá. Sau này cái các bạn cắt ra được như vậy, các bạn đừng có khò góc này mà các bạn quay ngược lại, các bạn khò cái góc một lát nữa mình các bạn sẽ thấy mình quay ngược lại nè. Còn không, quay ngược lại đó, nó mềm hơn. Các bạn khò ra vậy rồi thì nếu như các bạn cảm thấy các bạn có thể lấy 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 nhẹ ra thì chúng ta lấy tay chúng ta lấy lấy nhẹ ra, chứ đừng có đợi khò cho cái chì nó chảy ra lúc rồi mới dở lên, rủi ro lắm. Rồi lấy ra, sau đó thì bây giờ bắt đầu lúc các bạn khò, các bạn lưu ý nha, các bạn sẽ khò ở bên cái dưới cái khúc dưới trước cái khúc ngay socket đó, tại vì nó nằm xa bay ben ở dưới đó, nó không có con nào đâu keo ở đó, nó không có bung. Sau đó thì ngay khúc này là hơi hơi chúng ta phải cẩn thận một chút nè, nó nằm ngay bay ben các bạn thấy không. Nếu mà các bạn khò vào ở cái men thực tế nó sẽ có một cái siêu nó che con bay ben và CPU lại nên cũng không đến nỗi nào đâu. Đây là men, này là men men thực tập mà, men mình hướng dẫn các bạn thực tập. Rồi để mình thử coi mình lẫy coi nó có ra nổi không, nếu như không ra nổi thì cũng đừng cố gắng các bạn, đừng có dùng lực nhiều.
Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lấy những cái nhựa ra trước đi, rồi mình nghĩ trong đầu là vậy á, không biết được hay không đúng không, lấy đó còn thấy cái chì mà mình mít vô cái mấy cái chân sim ở giữa đó, mít vô rồi giờ mình khò một phát mổn ra liền à nhà hiệu à. Do cái này là chúng ta giữ cái men và chúng ta thay ổ sim, nên ổ sim quyết định thay là ổ sim nó đã hư rồi thì chúng ta phá bỏ đi chứ đâu có cần thay lấy ra đẹp để làm gì đúng không, phá nó bỏ nó càng xấu chừng nào thì càng tốt, miễn sao cái men nó đẹp và cái men nó bền là ok. Rồi lấy ra rồi sau đó các bạn sẽ thấy được hai cái tiếp xúc chì ở giữa cái men với lại cái khay sim nằm ở dưới á, các bạn sẽ cho cái cây hàn vào. Cây hàn ở đây thì mình xài quýt 936 bình thường thôi, khò thì mình xài khò quýt 850D và quýt 2008, chứ mình cũng không có cần thiết phải xài những cái khò cao cấp. Nếu như các bạn làm sang men đóng cặp hoặc là các bạn làm câu hôm rồi thì các bạn sẽ xài những khò hàng cao cấp hơn. Còn ở đây khách mình chủ yếu là khách người sử dụng mà, nên chẳng bao giờ mình gặp được nút hôm đứt, và cũng rất hiếm khi mình gặp được Infinix mà bị lỗi FAD do đứt FAD các bạn, hiếm lắm. Tại vì máy zin khách đang sử dụng không bao giờ bị mấy cái lỗi đó, mấy cái lỗi đó là do chúng ta tháo máy ra, chúng ta thao tác và nó bị trục trặc thôi, chứ máy zin đang xài không bị. Nên đôi khi những cái mà các bạn hay làm á mình lại không gặp, còn những cái mà mình hay làm á các bạn lại không gặp đúng không? Rồi thì mình hy vọng là các bạn sẽ chia sẻ những cái mà mình ít gặp, và ngược lại mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái các bạn ít gặp đúng không, thì chúng ta sẽ bổ sung nghề qua lại lẫn nhau. Các bạn có thể lên trang web mic.vn, đó là một cái trang web hướng dẫn nghề từ cơ bản là do mình phụ trách, và những cái kỹ năng nâng cao là do anh Toàn ghi ở đây em lớp phụ trách chia sẻ các bạn qua những hình ảnh video clip và những ghi chú thực tế, kinh nghiệm lý thuyết bao gồm đủ hết á, trên web mic.vn hoặc là các bạn vào trang web icfix.vn và vào mic solution. Rồi sau đó các bạn vệ sinh sạch sẽ, mặc dù đây chỉ là cái men sát thôi nhưng mà các bạn vẫn phải làm tập làm ha, tập làm cho nó sạch sẽ để khi mà các bạn làm men khách á làm xong ra nhìn nó đẹp đẽ, cho một ít nhựa hồng lên. Nhựa hồng này mình xài nhựa hồng Amtex mua các bạn, tiếp này mình mua 90.000. Rồi các bạn mua thêm cái piston nữa, cái piston thì họ bán chắc cũng cỡ 90.000 hoặc 120.000 vậy, tùy nơi. Mấy chục ngàn thì cũng không đáng quan tâm. Giờ mình cũng ít ít xài nhựa hông cục. Nhựa hông mà ngày xưa pha đó vẫn còn chứ phải không, nhưng mà thấy nhựa hông này nó tiện quá nên xài các bạn, cái kia đỡ phải pha chế. Cái kia nhựa hông bình thường các bạn mua thì cỡ 10.000 thôi, còn cái này 90.000, nhưng mà nó không đáng bao nhiêu so với lại cái kỹ năng và cái thu nhập của các bạn làm ở cái nghề điện thoại này. Thì cũng không giống như các bạn mình làm hai cái máy này trong một buổi sáng thì tổng thu nhập là được 1.600.000 các bạn, 1.600.000 các bạn không, thì chi phí linh kiện không đáng bao nhiêu, chủ yếu chính là cái thứ nhất là cái công các bạn, thứ hai là cái rủi ro các bạn. Nhiều khi các bạn tháo màn hình ra đáp màn hình vô nó không lên thì sao, đền nguyên con cái màn hình đúng không. Nhiều khi các bạn làm mà nó bị rủi ro, nó mất nguồn hoặc nó phát sinh thêm những cái lỗi mà lúc mà các bạn test không có sao sửa không được cũng đền nguyên con. Rồi cái chi phí các bạn bỏ ra, các bạn đi học, những cái giá mà các bạn phải trả khi mà các bạn làm thực tập gì, là tổng tiền trang thiết bị, những tiền mà để các bạn quay với lại các bạn nâng cấp đồ nghề của bạn lên, trang thiết bị làm iPhone sơ sơ cũng hết cả 100 triệu chứ không có rẻ đâu nha các bạn. Rồi sau khi các bạn xi cái chì mềm lên thì cái chì này mình sử dụng là cái chì mà dùng để chuyên đóng cái men ít đó các bạn, men giữa ít đó của GS Sinsay với lại kết hợp với lại Gà Lon á. Chì này nó mềm lắm, cọ vô nó mềm nhưng mà nó cứng hơn là cái chì 300, cái chì 138 độ, các bạn khò cho chút xíu là nó chảy à, nên đóng ô sim vô dễ lắm. Rồi sau khi các bạn khò nhẹ cho cái nhựa hông nó chảy đều ra thì cái coi không khò chút xíu chảy liền. Lúc này là mình giảm mức nhiệt độ xuống, rồi mình giảm xuống còn có 350 thôi. Rồi đặt khay sim vào, các bạn lưu ý nha, khi các bạn đặt khay sim vào đó, nó sẽ có hai cái lỗ, thì các bạn đặt vào ngay hai cái lỗ là ok. Sau đó các bạn khò cho chì chảy ra, các bạn đè khay sim xuống một lát là xong, rất là đơn giản nếu như các bạn làm theo cái cách của mình. Thì nếu như các bạn giỏi hơn, các bạn có thể làm theo cái cách mà tiện lợi hơn của các bạn, thì các bạn có thể chia sẻ cho nhau những cái cách, thì ai cảm thấy cách nào mà an toàn đỡ rủi ro thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta làm theo cái cách đó thôi. Như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip ở đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công.